Ngọc Ánh rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, được mệnh danh là nhà máy lọc và xử lý chất độc của cơ thể, thận có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng, nhà máy này chỉ đình công một ngày thôi, thì điều gì sẽ xảy ra trong cơ thể của chúng ta nào? Cơ thể sẽ bị ứ đọng nước thừa và chất cặn bã, và đó chính là những mầm mống của hàng loạt bệnh tật nguy hiểm như là suy thận, viêm thận, thậm chí là ung thư thận. Chắc hẳn không ai mong muốn mình sẽ phải gắn chặt với chiếc giường bệnh cùng những căn bệnh quái ác kia phải không nào? Vì vậy, để nhà máy này luôn vận hành tốt và lâu bền, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên rằng hàng ngày quý vị cần bổ sung 8 thực phẩm bổ thận cực kỳ rẻ tiền và dễ kiếm sau đây để đào thải độc tố cho thận, giúp cơ quan này luôn hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả, giúp bạn luôn mạnh khỏe và sống trường thọ. Vậy đó là những thực phẩm nào mà chúng ta nên ăn hàng ngày? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Các loại thực phẩm cực tốt cho thận, biết sớm ăn sớm để thận luôn khỏe mạnh. Đầu tiên, khoai lang giúp bổ sung dưỡng chất và cung cấp nhiều năng lượng cho người bệnh thận. Khoai lang được đánh giá là một trong những loại rau củ quả tốt cho sức khỏe, lành mạnh và mang lại nhiều lợi ích đối với những người đang mắc bệnh thận mãn tính. Với hàm lượng lớn tinh bột, chất xơ, khoáng chất và vitamin, khoai lang có thể giúp người bệnh bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và đảm bảo các hoạt động của thận. Chính vì vậy, việc đưa khoai lang vào thực đơn ăn uống mỗi ngày có thể giúp người bệnh giảm áp lực lên thận, bởi ngoài chức năng tham gia vào quá trình bài tiết, thận còn có nhiệm vụ giúp cơ thể ổn định đường huyết. Thứ hai, rau xanh, thực phẩm tốt cho thận, giúp bài tiết nước tiểu. Việc thường xuyên bổ sung những dưỡng chất có trong rau xanh không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà còn nâng cao chức năng của thận, giúp các hoạt động của bộ phận này diễn ra được tốt hơn. Hầu hết các loại rau xanh đều có khả năng trung hòa dịch vị, có nồng độ pH cao và có tác dụng kiềm hóa nước tiểu. Nồng độ pH và những tác động từ rau xanh có thể giúp quá trình bài tiết nước tiểu diễn ra dễ dàng hơn, tránh tạo ra nhiều áp lực cho thận. Ngoài ra, những hợp chất thực vật được tìm thấy trong rau xanh khi được đưa vào cơ thể còn phát huy tác dụng bài tiết độc tố và thanh lọc cơ thể rất tốt. Chính vì vậy, việc đưa rau xanh vào trong quá trình điều trị bệnh suy thận có thể giúp bệnh nhân làm sạch máu, đồng thời đào thải độc tố và lọc máu ở thận. Thứ ba, ớt chuông đỏ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, tốt cho người bị thận. Theo các chuyên gia, người bị thận yếu nên bổ sung ớt chuông vào trong thực đơn ăn uống mỗi ngày để nâng cao sức khỏe và cải thiện bệnh lý. Trong ớt chuông có chứa hàm lượng lớn lycopene và nhiều hợp chất thực vật khác. Hợp chất này khi được đưa vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng chống oxy hóa, điều hòa nồng độ điện giải và phục hồi những tổn thương trong cơ thể. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng được tìm thấy trong ớt chuông còn có các loại vitamin và chất xơ. Đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe tổng thể, giúp thanh lọc và loại bỏ các độc tố có hại có trong máu. Thứ tư, tỏi, thực phẩm chống viêm ở thận. Tỏi không chỉ là một loại gia vị mà còn là một vị thuốc thường xuyên góp mặt trong các bài thuốc điều trị bệnh, khắc phục các vấn đề có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm. Hoạt chất allicin được tìm thấy trong tỏi có khả năng ức chế hoạt động và tiêu diệt các loại ký sinh trùng, vi nấm, virus và một số loại vi khuẩn gây hại. Chính vì vậy, việc bổ sung tỏi vào trong chế độ ăn uống có thể thúc đẩy tế bào thận phục hồi và làm giảm nguy cơ mắc phải những bệnh lý, vấn đề có liên quan đến tình trạng nhiễm trùng thận. Thứ năm, lòng trắng trứng gà, thực phẩm tốt cho người bị thận yếu. Những người bị thận yếu nên hạn chế được các loại thực phẩm giàu đạm vào trong chế độ dinh dưỡng, bởi điều này có thể khiến cho chức năng của thận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu không bổ sung đạm cho cơ thể, người bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm thể trạng. Do vậy, người bệnh có thể thêm lòng trắng trứng gà vào trong thực đơn ăn uống để bổ sung một lượng đạm vừa phải cho cơ thể. Ngoài thành phần là protein, bên trong lòng trắng trứng gà còn có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất cần thiết khác cho cơ thể. Tuy nhiên, bệnh nhân bị suy thận cần hạn chế ăn lòng đỏ trứng, bởi protein và nhiều thành phần dinh dưỡng khác trong lòng đỏ trứng rất cao. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm này sẽ làm tăng áp lực lên thận. Thứ 6 là cá hồi, thực phẩm giúp làm giảm tổn thương ở thận. Cá hồi là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vấn đề người bị thận yếu nên ăn gì. Bởi đây là một nguồn bổ sung omega 3 dồi dào cho cơ thể. Omega 3 là một axit béo không no. Loại axit này có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy quá trình phục hồi các tế bào tổn thương ở thận và chống oxy hóa. Chính vì vậy, nếu bạn thường xuyên đưa cá hồi vào trong thực đơn ăn uống mỗi ngày, mức độ tổn thương ở các tế bào thận sẽ nhanh chóng thuyên giảm, đồng thời nâng cao chức năng thận và hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Thứ 7 là sử dụng các loại đậu để thay thế đạm động vật. Đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu Hà Lan là nguồn đạm thực vật
mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, lành mạnh nên có khả năng thay thế cho đạm động vật. Khi đưa các loại đậu vào thực đơn ăn uống mỗi ngày, cơ thể được bổ sung một lượng protein và các thành phần dinh dưỡng khác nhưng không tác động và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của thận. Ngoài ra, trong thành phần chính của các loại đậu còn là hợp chất thực vật và nhiều axit amin. Đây đều là những thành phần có khả năng thanh lọc cơ thể, loại trừ gốc tự do và làm giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể và giúp bảo vệ tim mạch được tốt hơn. Thứ 8, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt cho người bị thận yếu, đó là dưa lưới. Thành phần của dưa lưới là đa dạng các loại vitamin và khoáng chất. Mặt khác, loại trái cây này không có chứa đạm và chất béo nên được xếp vào danh sách những loại thực phẩm tốt cho người bị thận yếu. Ngoài ra, trong thành phần của dưa lưới còn có chứa nhiều hợp chất thực vật. Những hợp chất thực vật này khi được đưa vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng thanh lọc cơ thể và tiêu trừ các gốc tự do. Hơn nữa, hàm lượng natri và kali trong thành phần của dưa lưới khá thấp. Vì vậy, nếu bạn sử dụng loại trái cây này, huyết áp của bạn sẽ được duy trì ở mức ổn định, đồng thời hạn chế hình thành áp lực tác động lên các cơ quan bài tiết. Quý vị thân mến, bệnh thận là một sát thủ thầm lặng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 850 triệu người đang bị bệnh. Cứ mỗi 10 người lớn thì có một người bị bệnh thận mạn, rất khó chữa trị dứt điểm, người bệnh cả đời phải đối mặt với giường bệnh. Vậy nên ngoài việc bổ sung những thực phẩm trên thì để giảm nguy cơ mắc bệnh thận, các bạn hãy hạn chế ăn những thực phẩm sau đây để chăm sóc và bảo vệ thận tốt hơn. Từ đó bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thận giúp việc giữ lại các chất dinh dưỡng cần thiết trong máu của bạn. Do vậy, giữ thận khỏe mạnh và hoạt động tốt là điều cần thiết cho cả việc nuôi dưỡng và giải độc cơ thể của bạn. Những gì bạn ăn và uống cũng như lối sống của bạn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thận. Trong thực tế, thường xuyên ăn nhiều thực phẩm không lành mạnh có thể làm tăng sự căng thẳng cho thận và thậm chí làm hỏng cấu trúc bên trong theo thời gian. Những loại thực phẩm có thể gây hại cho thận như sau. Đầu tiên, đó là thịt đỏ. Chế độ ăn giàu protein động vật như thịt đỏ có thể gây tổn thương cho thận. Thực tế, một chế độ ăn nhiều protein có thể làm trầm trọng thêm vấn đề về thận. Chuyển hóa protein là một gánh nặng cho thận, làm cho nó khó khăn hơn để loại bỏ chất thải, trao đổi chất đạm động vật, thậm chí còn để lại một dư lượng axit trong cơ thể. Hơn nữa, một chế độ ăn giàu protein động vật làm tăng nguy cơ phát triển sỏi tiết niệu. Chính vì vậy, các bạn hãy ăn đúng số lượng và đúng loại protein từ nguồn thực vật và động vật. Thứ hai, đó là rượu. Một chút rượu, 1 hoặc 2 ly, thường là không có ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ gây hại cho thận và thậm chí làm cho bệnh thận nặng thêm. Uống rượu nhiều có thể gây thay đổi chức năng của thận và làm cho nó lọc máu kém đi. Ngoài ra, rượu khử nước trong cơ thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tế bào và các cơ quan khác bao gồm cả thận. Nếu bạn cần phải uống rượu, hãy uống vừa phải. Theo khuyến cáo là chỉ nên uống mỗi ngày 1 ly đối với phụ nữ và người lớn tuổi và 2 ly một ngày đối với nam giới. Thứ ba, đó là muối. Cơ thể bạn chỉ cần một chút muối để duy trì một sự cân bằng chất lỏng thích hợp, nhưng dư thừa có thể gây tổn hại cho thận. Khi ăn nhiều muối, thận của bạn phản ứng bằng cách giữ lại nước để pha loãng chất điện giải trong máu để bảo vệ tim. Điều này gây khó khăn thêm cho hoạt động của thận. Lượng muối cao cũng làm tăng lượng protein bài tiết trong nước tiểu, do đó làm tăng tốc độ suy giảm chức năng của thận. Cùng với thận, lượng muối cao cũng có thể gây tổn hại cho tim và động mạch của bạn. Thứ tư là soda màu đen. Trong thành phần dinh dưỡng của nước soda có các chất phụ gia có chứa phốt pho sẽ gây gánh nặng cho thận của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn sử dụng nhiều thực phẩm này sẽ gây ra suy thận cho bạn. Thêm vào đó, trong loại thực phẩm này, người ta tìm thấy muối càng không tốt cho gan thận của bạn. Thứ năm là quả bơ. Trong thành phần dinh dưỡng của quả bơ, chúng là một nguồn rất giàu kali. Trung bình trong một cốc bơ có chứa tới 727mg kali. Do vậy, bạn nên tránh ăn bơ dưới mọi hình thức nếu đang gặp vấn đề về thận, kẻo bệnh tình tăng nặng. Thứ sáu, đó là caffeine. Caffeine trong cà phê cũng như trà, soda và các loại thực phẩm khác cũng góp phần gây áp lực cho thận. Là một chất kích thích, caffeine làm tăng tốc độ lưu thông máu, tăng huyết áp và căng thẳng cho thận. Tiêu thụ caffeine dài hạn gây suy thận mãn tính, béo phì và bệnh tiểu đường. Tiêu thụ caffeine, đặc biệt là khi dạ dày trống rỗng, cũng liên quan đến việc hình thành sỏi thận. Caffeine với lượng vừa phải sẽ không gây ra vấn đề về sức khỏe. Không uống nhiều hơn từ 1 đến 2 tách cà phê hoặc tối đa là 3 tách mỗi ngày. Ngoài ra, hạn chế tiêu thụ các nguồn khác của caffeine như nước ngọt, nước tăng lực, sô-cô-la, cacao và một số loại thuốc. Thứ 7 là chất ngọt nhân tạo.
Nếu bạn nghĩ dùng chất ngọt nhân tạo thay cho đường sẽ tốt hơn cho sức khỏe, thì đó là một suy nghĩ sai lầm. Ăn nhiều đường tinh luyện có hại cho sức khỏe của bạn. Do vậy, không có lý do gì chất ngọt nhân tạo lại không có tác động tiêu cực đến chức năng của thận. Thứ 8 là sản phẩm sữa. Các sản phẩm sữa tương tự như protein của động vật, sử dụng quá nhiều sẽ làm tăng sự bài tiết canxi trong nước tiểu, một nguy cơ cao phát triển sỏi thận. Sản phẩm sữa là một nguồn protein tuyệt vời, nhưng khi bị bệnh thận, bạn cần cân bằng đúng lượng protein từ tất cả các nguồn thực phẩm, bao gồm nguồn sữa. Khi bị bệnh thận, thận của bạn không thể loại bỏ phốt pho trong cơ thể mỗi ngày. Điều này có thể gây ra mức phốt pho cao trong máu, do đó có thể gây ra xương mất canxi cũng như các vấn đề về da. Thêm vào đó, kali trong các sản phẩm sữa có thể tích tụ trong máu khi chức năng thận giảm. Điều này lại có thể gây ra vấn đề về tim và cơ bắp. Quý vị thân mến, hy vọng qua video ngày hôm nay, quý vị sẽ bảo vệ thận tốt hơn, duy trì được sức khỏe tổng thể và có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn vào thích và chia sẻ những thông tin sức khỏe hữu ích này đến tất cả mọi người xung quanh cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.